Xin được chuyển sang một thông tin đang được rất nhiều quý vị quan tâm. Thời gian qua, bộ phim Em và Trịnh đã trở thành một hiện tượng không chỉ là đạt doanh thu khủng mà còn là tác phẩm điện ảnh có nhiều tranh cãi trái chiều liên quan tới các câu chuyện, các sự kiện và đặc biệt là các nhân vật xuất hiện ở trong phim. Vâng, sau Khánh Ly, Giao Ánh hay là Thanh Thúy, những nhân vật nguyên mẫu phản đối cách làm của các nhà làm phim thì mới đây nhất dư luận lại nóng lên khi giáo sư Michiko người Nhật Bản yêu cầu các nhà làm phim phải công khai xin lỗi nếu không sẽ khởi kiện vì đã không xin phép khi đưa câu chuyện và danh tính của bà lên màn ảnh. Lý do xảy ra vụ việc là bởi bộ phim Em và Trịnh có đoạn nêu đầy đủ họ tên, đích danh cho bà Michiko Yoshi cùng nhiều thông tin xoay quanh mối quan hệ cá nhân giữa bà và nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Ngày 13 tháng 9, bà Michiko Yoshi có giấy ủy quyền cho ông Trần Văn Soi và luật sư Nguyễn Thị Diễm Phượng liên hệ với nhà sản xuất Galaxy Play và các bên liên quan về sự việc, yêu cầu đơn vị này xin lỗi công khai vì hành vi phổ biến đời sống riêng tư của bà đến công chúng khi chưa xin phép. Đại diện phía giáo sư người Nhật Bản yêu cầu nhà sản xuất phim xin lỗi bằng thông cáo báo chí trong 7 ngày, tính từ ngày ra văn bản ngày 13 tháng 9. Nội dung xin lỗi phải xuất hiện ở phần giới thiệu phim Em và Trịnh mỗi khi tác phẩm được chiếu trước công chúng. Đồng thời, nhà sản xuất cam kết không lặp lại sai phạm. Hiện đại diện nhà sản xuất phim Em và Trịnh đã nhận được văn bản từ phía bà Michiko nhưng chưa có phản hồi sự việc. Vụ việc đang được nhiều người quan tâm. Ở khía cạnh mình cảm nhận rằng, để chúng ta đưa một cái nội dung truyền tải tới, mà đặc biệt nó là quyền riêng tư của cá nhân, thì chúng ta phải được cái sự đồng ý của những cái nhân vật trong cái câu chuyện chúng ta truyền tải, để chúng ta làm sao có thể đưa những cái nội dung nó đúng sự thật. Trước những ý kiến trên, phóng viên Hà Nội 18 giờ đã có cuộc trao đổi với luật sư về vụ việc này. Về mặt pháp luật thì hoàn toàn là anh phải tôn trọng cái đời tư, anh phải có cái trách nhiệm, trừ khi được họ đồng ý thì anh mới được đưa lên. Nhưng đây chưa được đồng ý thì anh đã đưa lên rồi. Những các cái tình tiết chi tiết của họ lại được tái hiện lại. Mà những các cái điều đấy, thứ nhất là danh tính, thứ hai là những cái chi tiết của cái đời sống riêng tư của họ ở cái thời điểm mà có cái sự tiếp xúc liên quan đến với cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, thì hoàn toàn là họ không có cái mong muốn. Thế thì vì vậy mà lại chúng ta tự ý đưa lên thì rõ ràng là gì? Theo ý chí của ai đó nói rằng là nó không ảnh hưởng, nhưng bản thân người ta xác định là ảnh hưởng. Và dù không ảnh hưởng hay không ảnh hưởng thì quy định của pháp luật không cho phép. Thiết nghĩ, điện ảnh, ca nhạc hay hội họa, bất kỳ bộ môn nghệ thuật nào đều rất cần sự sáng tạo, sự phá cách để truyền tải những thông điệp ý nghĩa từ phía người nghệ sĩ đến công chúng. Vụ việc này quả thực là bài học điển hình về ranh giới giữa sự thật và sáng tạo, giữa phim tài liệu và phim nghệ thuật, giữa thái độ ứng xử của nhà sản xuất và các nhân chứng, nhân vật có thật.